Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn hỏi về nốt 8 cũng như là nốt 9. Các bạn ấy hỏi một câu mà mình thấy nó cũng hơi bị cấn nhẹ. Đấy là sự chênh lệch của nốt 8 và nốt 9 thì có đáng để bỏ ra hay không? Hay là chúng ta chỉ nên mua nốt 8 là đủ dùng rồi? Thì đây sẽ là những cái quan điểm của mình và những cái đánh giá của mình về hai chiếc điện thoại này. Tại vì mình đã sử dụng rất kỹ cả nốt 8 và nốt 9. Let's go! Cái đầu tiên chính là cái sự chênh lệch về mức giá trước đã. Như các bạn đều biết thì mức giá niêm yết của Samsung Galaxy Note 8 và Note 9 thì nó không khác biệt gì nhau. Tuy nhiên đấy là cái câu chuyện về giá của Note 8 ở năm trước. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trong khoảng tầm từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, tức là trong tháng 10 này, thì tại ngoài Mobile Flash Sale chiếc Galaxy Note 8 với mức giá sẽ chỉ là 14.690.000. Còn chiếc Galaxy Note 9 thì các bạn sẽ vẫn phải bỏ ra đâu đó vào khoảng tầm 19 triệu cho đến hơn 20 triệu để có thể sở hữu được cái phiên bản 128GB. Đây là cái mức giá không nhận quà, tức là cái mức giá chênh lệch của hai sản phẩm này vào khoảng tầm hơn 5 triệu. Thì với hơn 5 triệu thì đương nhiên là Note 9 sẽ phải có những thứ thực sự tốt hơn hẳn thì người dùng như chúng ta mới xứng đáng để bỏ tiền ra. Vậy thì nó tốt hơn những gì? Tốt hơn cái đầu tiên chính là hiệu năng. Thì như các bạn đã biết là Exynos 9810 nó tốt hơn khá nhiều so với Exynos 8895. Nó tốt hơn về rất nhiều thứ, từ hiệu năng tổng thể này, tốc độ của máy mượt mà hơn này, hay là khả năng tối ưu khi mà chơi game thì cũng ngon hơn. Mình không hiểu lý do vì sao khi mà với con Exynos 8895 này nó khá là kén game. Có lẽ là bởi vì cái nhân GPU Mali của nó không thực sự tối ưu tốt. Đơn giản thì bây giờ các bạn chơi PUBG Mobile là các bạn sẽ thấy rõ những cái vấn đề mà nó nảy sinh trong quá trình các bạn chơi game. Giật lag rồi khung hình sẽ bị đứng rất nhiều và cái trải nghiệm chơi game là không thực sự là ngon. Cũng như trong những cái tác vụ thông thường mà các bạn sử dụng thì Note 9 với Exynos 9810 nó cũng tỏ ra mượt mà hơn hẳn so với là 8895 đã sử dụng trên Galaxy Note 8. Tức là ngay ở thứ cơ bản nhất là hiệu năng của Note 9 đã tốt hơn. Thứ hai là Boot S Pen nó ma thuật hơn. Tại sao mình dùng từ ma thuật? Thực ra với những cái tính năng cơ bản thì Note 8 và Note 9 nó chả có gì nhau. Vẫn những cái tính năng ví dụ như Smart Select này, Screen Write này, viết vẽ ghi chú, Screen Off Memo, các thứ. Nhưng cái tính năng quan trọng hơn chính là điều khiển từ xa S Pen. Tức là các bạn có thể điều khiển từ xa chiếc điện thoại của mình thông qua chiếc Boot S Pen này bởi vì nó có kết nối Bluetooth. Và các bạn có thể điều khiển được máy ảnh này, điều khiển được slideshow này, hay là có thể mở khóa cái máy từ xa chỉ cần thông qua cái chiếc bút mà thôi. Nói chung là có rất nhiều tính năng và mình đánh giá là chiếc bút S Pen của Note 9 đã tốt hơn hẳn so với Galaxy Note 8. Thứ ba, camera trên Note 9 tốt hơn. Thực ra tốt hơn không quá nhiều và nếu như bạn nào mà không sử dụng cái sản phẩm này thì sẽ nhìn sơ qua sẽ thấy nó hao giống nhau. Tuy nhiên thì Note 9 nó có một cái hay, đấy là chúng ta sẽ có một cái tính năng gọi là AI camera. Nó sẽ tự động nhận diện cái cảnh chụp của bạn như thế nào, sau đó khi bấm chụp thì cái bức hình sẽ được tinh chỉnh một chút liên quan đến màu sắc, độ tương phản, độ sáng, độ chi tiết. Từ đó các bạn sẽ ít phải chỉnh sửa ảnh nhiều hơn. Còn với Note 8 thì các bạn sẽ vẫn phải chỉnh sửa nhiều tại vì ảnh vẫn sẽ hơi có thiên hướng ám vàng và nó sẽ hơi đẩy tông lên một chút, nhìn sẽ khá là thích mắt. Tuy nhiên khi mà chụp ra người, có nhiều bạn sẽ đánh giá là khi mà chụp thiếu sáng thì màu da nhìn khá là xịn. Thì đấy chính là những cái thứ mà Note 9 đã khắc phục so với Note 8. Note 9 cũng có cái tính năng ad bokeh mà Note 8 cho đến thời điểm hiện tại Samsung vẫn chưa chịu cập nhật cho nó, hay là cái khả năng selfie thì Note 9 cũng sẽ tốt hơn. Nói chung tốt hơn những thứ nhỏ khiến cho tổng thể cái máy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cái quan trọng cuối cùng chính là thời lượng pin. Note 9 với dung lượng là 4.000 mAh nó sẽ lớn hơn và cho thời lượng sử dụng thực tế tốt hơn hẳn so với chỉ là 3.300 mAh của Galaxy Note 8. Thực ra dung lượng pin nó chỉ chênh lệch có 700 mAh mà thôi, nhưng cái quan trọng đấy là khả năng tối ưu từ con chip này, từ phần cứng bên trong thì Samsung đã tối ưu lại Note 9 rất nhiều, dẫn đến tổng thể chúng ta đã có một thời lượng sử dụng pin tốt hơn. Thế nên các bạn có thể thấy là với tầm khoảng hơn 5 triệu thì gần như là Note 9 nó hơn hẳn Note 8 ở mọi mặt. Nhưng cái quan trọng là nó chỉ hơn một chút. Thế nên nếu như bạn nào muốn có một trải nghiệm tốt nhất về chiếc flagship mạnh mẽ nhất đến từ nhà Samsung thì Note 9 cho dù mức giá các bạn phải bỏ ra là lớn hơn. Nhưng nếu các bạn cảm thấy thiết kế của Note 8 ok rồi, màn hình đẹp rồi, camera đủ dùng rồi, hiệu năng như thế là ok rồi, hay là chiếc bút mình chỉ cần viết vẽ là đủ, không cần phải thêm những cái tính năng nâng cao ví dụ như là điều khiển máy ảnh các thứ, thì Note 8 mình nghĩ cũng sẽ là một sự lựa chọn kinh tế hơn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Note 8 lẫn Note 9? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cái sản phẩm này đều đang có mức giá rất tốt tại Hoàng Hà Mobile. Mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả video.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.